Con à, con đồng chúa. Vâng vâng. Nó mỏi. Nó mỏi. Nó mỏi. Nó mỏi. Nó vàng cứ phải màu hơi hơi hết từ sau đúng không? Nhát con đồng vàng của sùng con lại màu hơi hết con đồng vàng con thành phố à đúng không? Chờ đâu chờ con nhà em ơi đi nhà có tiền không? Dưới nhà có tiền không? Một là cầm anh cái xe, hai là nếu mà có thì cho anh vay 2 ngày, 3 ngày. 50. Đấy, nó cũng nó cũng quật cái gì đó. Cái gì kiểu đó. Còn đấy Úp hay lấy tiền. Ừ, nếu không có 20-30 triệu cũng được. Thì nếu không nên xây chỗ khác nữa. Xe lết của anh. Giật này chỉ tiện không? Ông xuống nhà ông gần đây ông vàng nhiều ra được. Ông giật, ông mộc ông giật được. Anh còn cầm 50-70 triệu.